Phố Hồ Chí Minh bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất trong lịch sử. Đến phun khử khuẩn, nhân viên y tế chết đứng trước căn phòng ngập rác của một cô gái. Nợ hơn 4 tỷ, người đàn ông bị nhốt dọa mang ra nước ngoài cắt thận. Cố tình lái xe ngang ngược, tài xế bị đổ nguyên xô nước bẩn lên đầu. Thuê 4 vệ sĩ và nuôi 6 con chó để bảo vệ cây xoài, chỉ có 7 quả. Mẹ anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin ngày 19 tháng 6 của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng nay, 19 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại một công ty ở khu công nghệ cao Vườn Long Thành Mỹ, Thành phố Thủ Đức. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thành phố với tốc độ triển khai thần tốc trong 7 ngày trước khi đánh giá lại tình hình dịch bệnh để có những quyết sách quan trọng tiếp theo. Thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm cho cộng đồng với số lượng 650 điểm một ngày tại trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm lưu động. Để đảm bảo việc giãn cách trong quá trình tiêm chủng, mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện cho 200 người một ngày. Nếu thực hiện đúng tiến độ, trong một ngày khoảng 200.000 người sẽ được tiêm chủng. Dự kiến chiến dịch hoàn thành trước ngày 27 tháng 6. Theo kế hoạch của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 nhân viên y tế thuộc 1.032 đội tiêm từ 547 đơn vị tham gia chiến dịch tiêm chủng này. Mỗi đội tiêm sẽ có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn, gồm một bác sĩ khám sàng lọc, hai nhân viên tiêm vaccine, một bác sĩ và một điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm. 836.000 liều vaccine được tiêm đợt này nằm trong số 966.320 liều do chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam. Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới của kẻ gian nhằm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Theo đó, đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử cho khách hàng với mục đích đăng ký vaccine COVID-19 và yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản, mã OTP hoặc yêu cầu khách hàng chuyển trước một khoản tiền để được đăng ký. Kẻ gian cũng có thể gửi một đường link cho khách hàng để đăng ký tiêm vaccine COVID-19, nhưng thực chất là link chứa phần mềm độc hại tấn công máy tính của khách hàng và ăn cắp dữ liệu cá nhân. Theo HSBC, dựa vào tâm lý chung về việc hạn chế đi lại do giãn cách xã hội trong thời kỳ COVID-19, đối tượng lừa đảo có thể giả vờ là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức uy tín để tiếp cận khách hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Do đó, khách hàng tuyệt đối không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thẻ ATM, thẻ tín dụng, tên đăng nhập và mật khẩu của thiết bị bảo mật và ngân hàng trực tuyến, mã OTP. Việc tiêm chủng vaccine COVID-19 đã được chính phủ lên kế hoạch và sắp xếp. Khách hàng hãy tìm hiểu thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thống. Thưa quý vị, chuyện ở dơ của những người xa nhà không còn là câu chuyện quá xa lạ đối với mọi người. Thế nhưng ở dơ đến mức phòng ngổn ngang lẫn lộn toàn rác thải, quần áo bừa bộn, mà đặc biệt là phòng trọ của nữ như dưới đây, quả thật khiến người ta hãi hùng. Theo như người đăng tải cho biết, chủ nhân của căn phòng trọ này là một cô gái đang sinh sống và làm việc tại Bắc Giang. Nhưng có thể do thuộc trường hợp phải cách ly, chỗ ở cũng phải phun khử khuẩn nên đội phòng chống dịch đã có mặt để tiến hành công tác phòng dịch. Thế nhưng khi mở cánh cửa phòng trọ ra để tiến hành các biện pháp phòng dịch đã khiến nhiều người không khỏi đứng hình nhiều giây. Căn phòng chất đầy rác từ trong góc nhà đến giường ngủ, tất cả đều bị chất đầy rác ngổn ngang, nào là chai lọ, rác, bụi, vương vãi khắp nơi. Rác nhiều đến nỗi sàn nhà còn không có chỗ để đặt chân. Nhân viên phòng chống dịch chỉ có thể đứng từ cửa phòng và phun hóa chất khử khuẩn lên toàn bộ căn phòng, bao gồm cả những núi rác. Rất may diện tích căn phòng khá bé nên nhân viên phòng dịch không cần di chuyển nhiều mà vẫn có thể phun lên toàn bộ diện tích. Đoạn clip trên đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần đông dân mạng ngỏ ý thắc mắc tại sao người này có thể sống ở một căn phòng vừa bừa bộn vừa bẩn thỉu như thế. Ngày 19 tháng 6, tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu cuốn sách giả. Trước đó, tổ công tác đồng loạt kiểm tra 19 địa điểm gồm hệ thống văn phòng, nhà xưởng và kho hàng của Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát Hà Nội. Kết quả khám xét bước đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều đồ vật, tài liệu, phương tiện phạm tội của các đối tượng, gồm 3 dây chuyền máy in offset 4 màu và các loại máy cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tài sách. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng triệu cuốn sách giáo khoa thành phẩm giả,
nhiều phương tiện sổ sách chứng từ kế toán liên quan đến việc sản xuất, mua bán, tiêu thụ sách giả. Bước đầu cảnh sát xác định để trông giống như thật, các đối tượng trong đường dây này còn sản xuất luôn cả tem giả. Các đối tượng còn liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói rồi tiêu thụ nhằm khép kín hoạt động. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng. Được biết đây là đường dây sản xuất tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay bị phát hiện. Do ham rẻ, hai người ở Hà Nội đã đặt mua hai xe mô tô với giá rẻ hơn nhiều lần so với giá thị trường. Khi vận chuyển về gần tới bến thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, trưởng phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hai xe mô tô không rõ nguồn gốc có giá trị gần nửa tỷ đồng, được vận chuyển trên tàu hỏa Thống Nhất có hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã mời hai người đàn ông liên quan có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận hai mô tô trên là của mình và cho biết do ham rẻ đã đặt mua trên mạng với giá 100 triệu đồng, thấp hơn so với giá thực tế hơn 300 triệu đồng. Theo đại tá Thắng, ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, đơn vị đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và lời đề nghị nhằm xin xỏ để lấy phương tiện. Nhưng đơn vị đã kiên quyết từ chối, đồng thời ra quyết định tạm giữ hai phương tiện trên và vào cuộc điều tra xử lý theo quy định. Vay nợ hơn 4 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả, một người đàn ông ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bị chủ nợ bắt cóc, đánh đập và dọa mang ra nước ngoài cắt thận. May mắn người đàn ông này đã lén lấy được điện thoại và nhanh trí gửi định vị cho người thân cầu cứu mới được giải thoát. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5 năm 2021, anh Nguyễn Văn Nhất Thắng, 31 tuổi, ngụ huyện Rồng Bắc, tỉnh Đắk Lắk, có quen biết và vay mượn của bà Trần Thị Thắm, 47 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, số tiền 4,4 tỷ đồng. Đến thời hạn trả nợ, anh Thắng chưa có tiền trả, nhiều lần đòi không được nên bà Thắm đã thuê Đào Duy Thắng đòi nợ giúp. Nhận lời bà Thắm, Thắng gọi thêm 3 đối tượng khác cùng đi đòi nợ. Sáng 4 tháng 6, bà Thắm hẹn anh Thắng đến nhà mình ở, rồi khóa trái cửa để 4 đối tượng khống chế, bắt giữ và đánh đập con nợ. Các đối tượng còn ép anh Thắng lên ô tô, chở đi nhiều nơi và dừng chân ở một khách sạn của huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông. Các đối tượng đe dọa sẽ đưa anh Thắng ra nước ngoài, giết chết rồi lấy thận đem bán. Đến đêm cùng ngày, anh Thắng lén lấy được điện thoại và gửi định vị cho người thân cầu cứu. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến công an thành phố Buôn Ma Thuột và một tổ công tác nhanh chóng lên đường giải cứu nạn nhân. Hiện các đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, đối với những chiếc xe tải thường xuyên đậu ngoài đường, không có người trông coi thời gian gần đây đã trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ trộm cắp. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các chủ ô tô tải, nhiều đối tượng này sinh ý định trộm cắp bình ắc quy. Tình huống sau đây là lời cảnh báo cho các tài xế xe tải. Đoạn clip camera tại Đồng Nai ghi lại hai đối tượng chạy xe vào bên cạnh xe tải, một người ngồi trên xe canh, tên còn lại loay hoay tháo gỡ trộm bình ắc quy, sau đó cả hai tẩu thoát. Thời gian gần đây tình trạng trộm bình ắc quy như thế này liên tục xảy ra, vì vậy các tài xế xe tải đậu xe cần lưu ý cảnh giác. Thưa quý vị, cố tình chạy xe lạng lách đánh võng không cho xe sau vượt lên, sau đó còn hung hăng đòi đánh người khi bị nhắc nhở. Một nam tài xế đã bị người dân và các tài xế đi phía sau đuổi đánh, thậm chí còn đổ nguyên xô nước bẩn lên người. Đoạn clip ghi lại vụ việc sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Theo diễn biến đoạn clip được ghi lại, một chiếc ô tô màu đen di chuyển với tốc độ rất chậm, đánh võng giữa đường, mặc kệ các xe phía sau liên tục bấm còi xin vượt. Quá bực tức khi phải chạy theo với tốc độ rua bo giữa thời tiết nắng nóng trên quãng đường dài, tài xế xe tải phía sau đã bực tức nhảy xuống, tiến đến chiếc xe màu đen và yêu cầu tài xế bên trong bước xuống xe giải thích về hành động này. Tuy nhiên, thay vì nhận lỗi sai, người đàn ông điều khiển ô tô đen đã có thái độ hống hách, lao vào đánh tài xế xe tải. Lúc này, một thanh niên cũng chịu ảnh hưởng vì các lái xe ngang ngược của ô tô đen và người dân xung quanh cũng đã lao vào dạy cho người này một bài học. Nhận thấy bị đánh hội đồng, đối tượng sợ hãi chạy xuống ruộng bên cạnh nhằm thoát thân nhưng vẫn bị đuổi theo, bắt được. Mặc dù đối tượng đã nhận lỗi nhưng tài xế xe tải vẫn tiếp tục mắng chửi và còn dùng một xô nước bẩn đổ lên đầu người này. Đoạn clip đang được chia sẻ trên các diễn đàn về giao thông nhận lại về không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng mặc dù bức xúc với hành động lái xe của tài xế ô tô, nhưng sự trừng phạt như vậy là quá nặng nề.
Thưa quý vị, nhiều ngày sau khi một cơn bão lớn đổ bộ vào đông nam nước Úc và gây ra lũ lụt, thì người dân vẫn đang phải vật lộn để trở lại trạng thái bình thường với đường dây điện và các tòa nhà bị hư hại. Thế nhưng khi nước lũ rút đi, cư dân của thị trấn East Gippsland ở bang Victoria còn ngỡ ngàng trước một thứ khác là mạng nhện. Những lớp màng nhện khủng giăng kín đặt trên lề đường, cột điện, biển báo giao thông, cây cối và mọi thứ dù cao hay thấp. Những màng nhện khổng lồ đến nỗi trông giống như những tấm lưới trong suốt bao phủ đồng cỏ. Những con nhện đang những tấm mạng phức tạp như vậy nhằm mục đích di chuyển lên vùng đất cao hơn để thoát khỏi dòng nước lũ và rời khỏi những chiếc tổ đã bị hư hại của chúng ở khu vực thấp. Theo một báo cáo của BBC, các chuyên gia cho biết màng nhện khổng lồ được tạo ra bởi một chiến thuật sinh tồn được gọi là bong bóng. Khi những con nhện nhả tơ để đón gió, giúp chúng bay lên không trung và leo lên vùng đất cao hơn. Mặc dù cây xoài chỉ ra 7 trái, nhưng một gia đình ở Ấn Độ đã phải thuê đến 4 vệ sĩ và nuôi thêm 4 con chó để bảo vệ chúng khỏi những tên trộm. Liệu cây xoài này có gì đặc biệt khiến cho chủ nhân phải nâng niu đến vậy? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cụ thể, khi cặp vợ chồng nông dân là chị Ramni và anh Sankhap Pariha trồng 2 cây xoài cách đây nhiều năm, họ nghĩ rằng chúng sẽ phát triển như những cây khác trong vườn của họ ở Jamalpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, nên chẳng bận tâm nhiều. Vài năm trôi qua, những cây xoài nhỏ xíu ấy phát triển và đơm hoa, kết trái, cho ra những quả xoài có màu hồng ngọc khác thường. Sau khi tìm hiểu, anh Sankhap mới biết đó là giống xoài quý Miyazaki có nguồn gốc từ Nhật Bản. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản, xoài Miyazaki là một trong những loại xoài đắt nhất thế giới, được mệnh danh là trứng mặt trời và được bán với giá 270.000 rupee, tương đương gần 84 triệu đồng, một ký trên thị trường quốc tế vào năm 2020. Sau khi người dân địa phương biết tin này, một số kẻ xấu đã đột nhập vào vườn cây ăn quả của vợ chồng anh Sankhap nhằm ăn cắp trứng mặt trời. May mắn là anh Sankhap phát hiện kịp thời và giữ được giống xoài quý. Vậy nên năm nay, cây xoài chỉ cho ra 7 trái, nhưng anh Sankhap quyết định thuê hẳn 4 vệ sĩ và 6 chú chó giữ để bảo vệ chúng khỏi những tên trộm. Chị Rani cho biết những người trồng xoài và những người yêu thích trái cây đã liên hệ với vợ chồng chị và một doanh nhân đã đưa ra giá 21.000 rupee, tương đương hơn 6,5 triệu đồng để mua một quả xoài. Nhưng hai vợ chồng quyết định không bán cho bất kỳ ai mà để ăn, sau đó lấy hột và nhân giống nhiều cây hơn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi những hình ảnh về ngôi nhà đặc biệt ở Tokyo, Nhật Bản. Ngôi nhà được thiết kế bằng kính trong suốt, người đi đường có thể quan sát được mọi sinh hoạt trong gia đình. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Sho Fujimoto, House NA là một căn nhà trong suốt độc đáo, tương phản với các bức tường bê tông thường thấy ở những khu chung cư đông đúc của Tokyo, Nhật Bản. Làm bằng kính và khung thép sơn trắng, ngôi nhà 85m2 này bao gồm 21 tấm sàn đơn lẻ, nằm ở những độ cao khác nhau và được kết nối bằng những bậc thang theo ý tưởng của việc sống trên những tán cây. Để đảm bảo sự riêng tư, phòng ngủ, nhà tắm và nhà vệ sinh được lắp rèm cửa, có thể kéo lên, hạ xuống khi cần. Mọi vật dụng trong nhà đều có màu trắng để đem lại sự đồng nhất về màu sắc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.